Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin tử vi tổng quan ngày 5 tháng 11 năm 2024, thứ ba dương lịch. Âm lịch là ngày 5 tháng 10 năm 2024, là ngày Quý Dậu, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn, tiết khí, xương giáng, ngày trực bế. Theo lịch tiết khí, xương giáng thuộc tháng 9, tức ngày Quý Dậu, tháng Giáp Tuất, năm Giáp Thìn. Hôm nay là ngày Chu Tước Khắc Đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Hắc Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Sát Chủ và giờ Thụ Tử: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ và giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Tỵ và tuổi Sửu, lục hợp với tuổi Thìn, xung với tuổi Mão, hình với tuổi Dậu, phá với tuổi Tý. Về ngũ hành niên mệnh, kiếm phong kim, hôm nay là ngày Quý Dậu, tức chi sinh can, kim sinh thủy, là ngày cát, nghĩa nhật. Nạp âm kiếm phong kim kỵ tuổi Đinh Mão và tuổi Kỷ Mão. Ngày thuộc hành kim, khắc hành mộc, đặc biệt người tuổi Kỷ Hợi thuộc hành mộc không sợ kim, ngược lại nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Dậu, lục hợp với Thìn, tam hợp với Tỵ, Sửu thành kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần. Tam sát kỵ tuổi Hợi, Mão, Mùi. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Đinh Mão và tuổi Kỷ Mão. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Mậu Thìn và tuổi Canh Thìn. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao: Địa Tài tốt nhập tài, Quan Nhật tốt thăng quan nhậm chức, Kim Đường tốt tạo trạch cầu tài giá thú, Thiên Y tốt cầu y liệu bệnh, Tứ Tướng tốt tế tự thăng quan đính hôn. Sao xấu thì gồm có sao: Thiên Lại sống mọi việc, Nguyệt Hỏa độc hỏa kỵ khởi tạo châm cứu, Nguyệt Kiến chuyển sát kỵ động thổ, Sát Chủ mùa bất nghi dụng đại hung, Đồ Đãi kỵ thượng quan thụ nhậm, Hiệp Tỷ kỵ giá thú, Huyết Chi kỵ châm cứu xuyên nhĩ khổng, Nguyệt Kỵ sống mọi việc. Trong đó có sao Nguyệt Kỵ là sao đại hung, mọi việc đều kiêng kỵ. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 5 tháng 11, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như tế tự, thi ân, hành huệ, công quả. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, thẩm mỹ, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Hướng xuất hành ngày hôm nay: đi theo hướng Tây Bắc để đón tài thần và đi theo hướng Đông Nam để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày đạo tặc, rất xấu, xuất hành bị hại, mất của. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 5 tháng 11 năm 2024. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 5 tháng 11 năm 2024. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy tương phá cảnh báo người tuổi Tý cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay, dù bạn có đang dư giả đến mấy. Chớ để bị lừa hoặc mất tiền không đáng vì quá tham lam hoặc tin tưởng vào lời của những kẻ không đáng tin cậy. Thời gian này, vận khí đang trên đà sa sút, bạn chớ nên tính chuyện lớn lao hay thay đổi công việc làm gì. Hãy cứ hài lòng với hiện tại của mình. Trong công việc, bạn cứ tiến hành một cách bình thường là tốt. Mọi việc hãy thuận theo tự nhiên sẽ được yên lành tốt đẹp. Ngũ hành kim sinh thổ, chuyện tình cảm của các cặp đôi đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Cả hai có thể tính đến chuyện về chung một nhà sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu và chia sẻ những ngọt bùi bên nhau. Với cái tuổi Giáp Tý, mệnh kim, không nên lơ là ngay cả trong những công việc quen thuộc.
Với cái tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, hạnh phúc rạn nứt trong nháy mắt khi cái tôi chiến thắng tình yêu dành cho người kia. Với cái tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, hở ra một chút là phải chi tiền. Với cái tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, đề phòng điểm báo hao tài tốn của, tiền bạc thất thoát. Với cái tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, cẩn thận có bẫy tiền bạc đang chờ. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 27 và số 88. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển, trắng, xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 5 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 5 tháng 11 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, thiên quan khiến cho con giáp tuổi Sửu trở nên khép kín. Bạn ngại tiếp xúc vì sợ bị tổn thương. Đây là cơ hội bạn quay về bên trong để tìm hiểu chính mình. Khi bạn hiểu được bản thân và hiểu rõ cốt lõi của nó, bạn sẽ làm được nhiều việc ý nghĩa hơn. Tình hình tài chính bất ổn khi ra đường hoặc lui tới những nơi đông người thì bản mệnh nên giữ gìn tài sản cẩn thận để phòng trộm cắp cướp giật. Bạn cũng nên hạn chế mua sắm, cắt giảm bớt chi tiêu để cuối tháng không phải sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Chuyện tình cảm đôi lứa khá hài hòa nhờ tam hợp. Người ấy không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn chia sẻ với bạn những nỗi lo trong cuộc sống. Vì vậy mà tuổi Sửu cảm thấy yên tâm hạnh phúc hơn, dù bận tới đâu cũng dành thời gian vun vén cho mối quan hệ này. Với cái tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, cần để tâm hơn vào những công việc mình đang làm. Với cái tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, mối quan hệ tình cảm hài hòa, đôi lứa hạnh phúc. Với cái tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, cẩn thận trong các quyết định tiền bạc vì bạn đang có nhiều thiếu sót. Với cái tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, biết cách thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề. Với cái tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, thích được khen ngợi, không thích nghe lời chê trách. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 96. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Giờ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 5 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình tử vi ngày mới. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 5 tháng 11 năm 2024. Theo dõi tử vi cho thấy, thương quan khuyên bản mệnh nên tránh xa các cuộc tranh cãi mâu thuẫn với đồng nghiệp, đặc biệt là với những người có chức vị cao. Bạn không nên hơn thua một vấn đề nhỏ mà nên nhìn về mặt bao quát, xem việc gì thì quan trọng hơn lúc này. Kim Mộc tương khắc, mối quan hệ của bạn và người ấy hay gặp trục trặc, dễ rạn nứt vì đủ chuyện lớn nhỏ. Những trận cãi vã cứ kéo dài không ngớt, bạn cần phải bình tĩnh hơn trong cách xử lý tình huống, tránh nóng nảy mà mọi chuyện tan vỡ. Thổ khí vượng là lời cảnh báo từ vấn đề sức khỏe của bản mệnh. Đừng quá xem nhẹ chúng vì đó có thể là nguyên nhân khiến bạn trong tương lai sẽ phải tiêu tốn tiền bạc không hề nhỏ đâu. Hãy tìm hiểu một số món không nên ăn để phòng tránh tình trạng bệnh của bạn nặng thêm nhé. Với cái tuổi Giáp Dần, mệnh Thủy, công việc xuất hiện trục trặc nửa chừng làm giảm uy tín. Với cái tuổi Bính Dần, mệnh Hỏa, dễ mắc sai lầm trong công việc do tính nóng nảy hiếu thắng gây ra. Với cái tuổi Mậu Dần, mệnh Thổ, tình cảm đứng trên bờ vực tan vỡ. Với cái tuổi Canh Dần, mệnh Mộc, dễ bị người xấu lôi kéo, tin tưởng mù quáng, tài chính rơi vào khủng hoảng. Với cái tuổi Nhâm Dần, mệnh Kim, cẩn thận khi đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 28.
về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, tương xung tác động, người tuổi Mão nên cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, nhất là khi bạn lại là người giữ chức vụ cao trong công ty. Đừng để những quyết định nóng nảy của mình khiến cả tập thể vướng vào rắc rối. Người có đôi dễ gặp phải vấn đề trong mối quan hệ của mình, nhất là khi một trong hai người có thể sẽ rơi vào lưới tình của kẻ thứ ba hoàn toàn khác biệt. Những xích mích nhỏ giữa bạn và người ấy tích tụ quá lâu có thể chính là tác nhân khiến cho mối quan hệ rơi vào khủng hoảng. Thật khó để giữ được hạnh phúc bởi chúng ta đâu biết trước được tương lai có chuyện gì xảy ra. Thực thần nâng đỡ, người tuổi Mão có thể kiếm được một khoản kha khá nếu làm các công việc tự do. Bạn đã chăm chỉ suốt thời gian vừa qua và đây là lúc bạn được tận hưởng thành quả lao động xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Về cái tuổi Ất Mão, mệnh thủy, chưa xác định được điều mình thực sự mong muốn. Về cái tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, hãy nhanh nhạy hơn bạn mới thích nghi được với hoàn cảnh. Về cái tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, đề phòng kẻ tiểu nhân ghen ghét tìm cách ném đá giấu tay. Về cái tuổi Tân Mão, mệnh mộc, sống không vồn vã chỉ muốn ở một mình. Về cái tuổi Quý Mão, mệnh kim, có thể đầu tư vào lĩnh vực mới mẻ. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 97. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, công việc của tuổi Thìn may mắn được lục hợp cục trợ lực nên không phải lo lắng quá nhiều. Thuận lợi nhất là những bạn kinh doanh hàng ăn, buôn bán tự do. Hôm nay tuổi Thìn không phải lo nghĩ nhiều vì công việc, cứ làm tốt phần việc của mình là được. Chính quan giúp bản mệnh dễ dàng thăng tiến trong ngày hôm nay. Cho dù mệnh chủ không đạt được bước thăng tiến nào đáng kể, thì lãnh đạo cũng đã nhận ra những biểu hiện đáng biểu dương của bạn rồi đó. Hãy tự tin thể hiện mặt mạnh của mình. Tình yêu của bạn khá thuận lợi, có những cặp đôi còn bàn tính tới chuyện kết hôn. Tuy nhiên, trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, chắc chắn hai bạn sẽ dần dần được gặp gỡ bạn bè, người thân của nhau. Việc này thực sự rất quan trọng và cũng là một trong những yếu tố nền tảng để bạn xây dựng gia đình hạnh phúc trong tương lai. Với cái tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, túi tiền rủng rỉnh thoải mái chi tiêu. Với cái tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, thời điểm thích hợp để tập trung cho sự nghiệp cá nhân. Với cái tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, tài lộc có tiến triển hơn một chút, bạn biết cách tiết kiệm hơn. Với cái tuổi Canh Thìn, mệnh kim, tình duyên vượng, dễ tìm được người thương. Với cái tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 00 và số 66. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Tiếp theo,
Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, thiên tài giúp cho tiền bạc của con giáp tuổi Tỵ dồi dào hơn. Đây là ngày duy nhất trong tuần bạn có cảm giác mình có thể thấy thoải mái, tự tin nhất khi trong túi có một khoản kha khá. Tuy nhiên, đừng vì ham vui mà chi tiêu quá nhiều cho những bữa ăn xa xỉ bạn nhé. Người tuổi Tỵ có thể tận dụng những mối quan hệ thân thiết để hoàn thành công việc, tăng tiến tài chính và nghe ngóng thông tin để hoạch định tương lai. Khi cần thiết, bản mệnh cũng có thể nhờ sự giúp đỡ của những người này, yên tâm là họ sẽ không từ chối bạn đâu. Nhờ tam hợp mà bạn sẽ gặp lương duyên. Mai mối cũng là con đường khá hay để phát triển tình cảm, nên bản mệnh đừng vội từ chối khi có người mở lời nhé. Ban đầu hai người gặp gỡ chỉ để lại chút ít ấn tượng, nhưng càng ngày sẽ càng khám phá ra những điều thú vị ở nhau đấy. Với cái tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa có thể nhân cơ hội mở rộng kinh doanh buôn bán. Với cái tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, công việc suôn sẻ nhờ có quý nhân giúp sức. Với cái tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, công việc đã thuận lợi hơn nhiều. Với cái tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, chớ nên thờ ơ với gia đình của mình. Với cái tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, tài lộc dồi dào, thoải mái chi tiêu. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 18. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, mệnh có chính tài nên khả năng cao là người tuổi Ngọ hôm nay được tăng lương hoặc nhận được tin vui từ công việc. Dù làm nghề gì đi nữa thì bạn vẫn có bản lĩnh vững vàng, làm gì cũng dứt khoát nên sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Cấp trên sẽ thấy được sự nỗ lực của bạn sớm thôi, đừng sốt ruột. Với những ai đang cảm thấy nhàm chán với công việc mình đang làm, hãy thử tìm hướng mới để giải quyết những nhiệm vụ quen thuộc nhé. Như vậy bạn sẽ nhanh chóng tìm lại được động lực, thậm chí còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Hồng Loan mang đến một ngày ngập tràn hạnh phúc, tình duyên viên mãn cho người tuổi Ngọ. Gia đình êm ấm tạo động lực rất lớn để bản mệnh thêm phần cố gắng, mang lại những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu của mình. Với cái tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, nhanh tay nắm bắt cơ hội mới để có thể đón tiền về đầy túi. Với cái tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, quý nhân che chở, việc làm ăn kinh doanh thuận lợi vô cùng. Với cái tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, có bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú. Với cái tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, hãy luôn tỉnh táo để tự bảo vệ bản thân khỏi mọi tranh đấu. Với cái tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, tình duyên được quý nhân trợ mệnh. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 93. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ, hồng, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024. Theo dõi tử vi cho thấy, thiên quan gây ra không ít muộn phiền cho người tuổi Mùi trong ngày hôm nay. Bạn cần đề phòng có tiểu nhân bày mưu tính kế hãm hại sau lưng. Kẻ xấu có thể là người thân cận bên cạnh con giáp này, cho nên mới tìm ra được sơ hở của bạn. Tiến độ công việc trì trệ, kế hoạch cũ mới trục trặc, tâm trạng bạn cũng vì thế mà xuống dốc thảm hại. Tuy nhiên những chuyện này xảy ra là điều không ai mong muốn. Điều quan trọng là bạn phải sốc lại tinh thần để có thể kịp thời xử lý vấn đề,
không để kẻ xấu thừa cơ khiến cho chuyện bé xé ra to, làm cho cả dự án đổ bể. Thổ sinh kim, quan hệ tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu thăng hoa đáng kể. Sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu, bạn và người ấy quyết định sẽ đến với nhau. Từ nay cuộc sống sang trang, hai người sẽ còn được đón nhận nhiều niềm vui nữa. Với cái tuổi Ất Mùi, mệnh kim, không nên tham lam chạy theo tiếng gọi của đồng tiền. Với cái tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, tài chính dư giả, không lo thiếu thốn. Với cái tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, đồng nghiệp không hiểu ý nhau khiến công việc trục trặc. Với cái tuổi Tân Mùi, mệnh thổ, có cơ hội hàn gắn rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm. Với cái tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, đánh mất nhiệt huyết trong công việc. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 56. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, tam hội giúp sức, người tuổi Thân làm ăn kinh doanh có cơ hội quen được với những đối tác, bạn hàng triển vọng. Đôi bên có cùng chung mục tiêu và cách thức làm việc nên quá trình hợp tác vô cùng ăn ý, cùng thu về lợi nhuận khả quan. Đào hoa cũng giúp cho các cặp đôi được tận hưởng những phút giây ấm áp bên những người thân yêu của mình. Tình cảm giữa bạn và người ấy càng ngày càng thắm thiết hơn. Gia đình êm ấm chính là động lực để bạn cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. Chính ấn tương trợ, tuổi Thân là người có tài năng, nhưng bạn lại dễ dàng hài lòng với thực tại. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, bạn sẽ rơi vào cảnh dậm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi so với mọi người. Với cái tuổi Giáp Thân, mệnh thủy, tình cảm gia đình êm ấm thuận hòa. Với cái tuổi Bính Thân, mệnh hỏa, có thể được cấp trên giao trọng trách mới. Với cái tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, tạo được uy tín với mọi người. Với cái tuổi Canh Thân, mệnh mộc, chớ để ý kiến của người khác tác động tới mối quan hệ. Với cái tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, tình cảm vô cùng thuận lợi, đón nhận nhiều tin vui. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 20 và số 94. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu, vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024. Theo dõi tử vi cho thấy, cục diện tự hình, tuổi Dậu có xu hướng hành động theo cảm tính vì những sự hoài nghi và bất an khó lý giải trong lòng mình. Bạn thường hay suy nghĩ thái quá, cả giận mất khôn mà gây ra những việc đáng tiếc. Trong chuyện tình cảm, con giáp này thường hay nổi nóng với nửa kia của mình một cách vô lý. Dù người ấy có khiến bạn không vừa ý, thì bạn cũng nên góp ý nhẹ nhàng trước tiên. Hãy nói để người ấy hiểu điều gì khiến bạn tức giận. Thiên ấn soi đường chỉ lối, hôm nay là ngày để bạn thể hiện tài năng của mình ở nhiều lĩnh vực. Thời buổi kinh tế thị trường rất cần người có khả năng bao quát trên nhiều phương diện như bạn. Chính vì thế mà bản mệnh sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp trong tương lai khi đã được công nhận năng lực của mình. Với cái tuổi Ất Dậu, mệnh thủy, chuyện tình cảm bước sang trang mới. Với cái tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa, chớ nên trông chờ tiền từ trên trời rơi xuống. Với cái tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ, không nên tin tưởng người khác thái quá. Với cái tuổi Tân Dậu, mệnh mộc, nên có khoản tiền tiết kiệm ngay khi tiền bạc đang dư giả. Với cái tuổi Quý Dậu, mệnh kim, xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa.
Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 08. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 5 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 5 tháng 11 năm 2024. Tử vi của 12 con giáp cho thấy tuổi Tuất đang được chính quan nâng đỡ rất nhiều trong hôm nay. Nếu bạn không muốn mất thời gian cho những cuộc trò chuyện lãng phí thì tốt nhất là hãy tập trung cho công việc của mình ngày hôm nay thôi. Bản mệnh cần đề phòng bị người khác chơi xấu vì cục diện tương hại. Tiểu nhân rình mò sẵn sàng gây họa bất cứ lúc nào nếu bạn thiếu cẩn trọng. Vì thế đừng quá tin tưởng người khác. Những việc quan trọng hãy tự mình hoàn thành và bảo vệ bí mật. Thay vì oán trách số phận đã không được như ý thì bạn hãy mạnh mẽ đứng lên. Những dấu hiệu cho thấy không ổn có nghĩa là bạn phải học cách để điều chỉnh, chứ không phải cứ để buồn phiền và thất vọng cứ thế hành hạ bạn. Về cái tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, đánh giá lại tình hình để cân nhắc lại việc gì không nên làm. Về cái tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, nên tìm cách quản lý tiền bạc thật tốt kẻo gặp nguy cơ thất thoát. Về cái tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, làm ăn phát đạt, tiền bạc dư dôi. Về cái tuổi Canh Tuất, mệnh kim, gặp được quý nhân, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Về cái tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, thể hiện được khả năng lãnh đạo, đưa tập thể đi tới thành công. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 45. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 5 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 5 tháng 11 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy Tỷ Kiên xuất hiện nhắc nhở người tuổi Hợi cần mạnh mẽ và quyết đoán hơn trong chuyện kinh doanh. Nếu bỏ được thói quen chần chừ và do dự, bạn sẽ nắm được cơ hội kiếm tiền chắc trong tay. Thời cơ chẳng hề lúc nào cũng có sẵn đâu, cứ có là phải nhắm chắc mục tiêu tiến tới ngay lập tức. Đặc biệt trong ngày hôm nay, bạn chớ nên nóng nảy, nói năng thiếu cẩn trọng. Dù trong tình huống trước mắt có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, hãy cứ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, rồi mọi người sẽ nhận rõ trắng đen. Kim sinh thủy giúp đường tình duyên của những chú Hợi thêm phần thuận lợi. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy người phù hợp với mình trong những lúc khó khăn nhất. Hoàn cảnh tương đồng, bạn mới cảm thấy đồng cảm và dễ dàng nảy sinh tình cảm với đối phương. Sự chia sẻ trong nhiều chuyện cuộc sống khiến cho hai trái tim dần sát lại nhau hơn. Về cái tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, chuyện tình cảm của các cặp đôi đang tiến triển tốt đẹp. Về cái tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, bạn có quyền sử dụng tiền của mình, không ai có thể xen ngang vì bất cứ lý do gì. Về cái tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, nên thận trọng trong những quyết định kinh doanh. Về cái tuổi Tân Hợi, mệnh kim, công việc gặp vấn đề thị phi ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân. Về cái tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, phải tỉnh táo trong các chuyện liên quan đến công việc. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 62. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 5 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị,
kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.